Hello, xin chào các bạn nha. Đây là một con kỳ nhông nó chạy lên chạy trốn lên trên cây sầu riêng các bạn. Con này con kỳ nhông cái các bạn. Đuôi nó nhìn có vẻ có bị tật đúng không các bạn? Nó bị gấp cái khúc gây gãy luôn. Mà đuôi cũng rất dài, đuôi rất dài nha các bạn. Đây. Nó ở một vị trí cao như thế này, đó. Thì mình làm sao mà mình bắt nó được, quay cận cảnh cũng khó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào các bạn.